chết hết mấy cái rễ cái bên dưới rồi. Chẳng hạn như thằng đây nha, ví dụ nó 10 cái rễ bên dưới đây thì nó chết mất 6 đến 7 cái rễ rồi. Nó còn ba cái rễ kia là nó kiểu này này. Đó, mà nó kiểu này nó lay lắc á thì mình đâu làm trái được đâu. Bị từ hôm mua làm bông à, Dạ. giống hoa táo đang mình nó sống tới bây giờ ấy. Giống như cái chùm ra này, một cây, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, cây kia chết rồi, tám cây, chín, mười, nguyên cái chùm này là đã chục cây rồi đấy. Cái này tí con vô con cho cái cô cái quy trình nha, cô tưới gốc và cô phun cho thôi, tạm thời không được cái phân gì ở dưới dưới gốc hết cho con nha. Đó, cái vườn này chấp nhận là chẳng hạn như bắt đầu vô vụ những cái cây mà cỡ đây trở lên này thì mình có thể kiếm ít trái, chứ còn những cây đây á mà nếu mà nó bắt đầu nó dứt mưa nó vào bông ấy, nó vào cái mùa bông ấy, nó lên bông là phải tuốt, cứ nó lên bông là tuốt bỏ, lên bông là tuốt bỏ nha, cô để nó ra bông là không cứu được. Cô chủ là cái Chứ của chủ cô bây đang giờ là nhà cái vườn này đang là sống nặng, hết chưa? nói trong từ nặng nhẹ nó bị là phải 2 phần 3 vườn rồi đấy. Kia kìa, cái ông quen ông vô đây ông thấy nó chào sao không kìa Nói mà nè, cô khi bị rồi, con người cô đố tiếng trùng đồ thiệt nhiều nè. cái ngữ đây là cô đố lâu lắm rồi nè, Nè. chứ cô xài tự hào cô mới trồng tới bây giờ ấy nè. Nè, tiếng trùng nè. Ấy, Đặc ông trị hoa phi hồng cô tốt mới nè. trồng tới bây giờ ấy, Dạ. đóng giò thuốc ấy. Cô á, thì cái đất này cô là nó nằm trên đồi mà. Nó nằm trên một cái đồi, đâu phải trũng đâu. Nó đâu có bị dồn nước hay Đây cứ đi xuống nha mẹ. Dạ, nó đâu có bị dồn nước đâu mà nó bị khủng khiếp thiệt. Chứ còn nếu mà gọi là trồng sâu thì cô chưa gọi là sâu, nhưng vừa ông Vương bên kia nó sâu hơn. Dạ là con que vương vương nào anh? Vừa ông Vương là hồi xưa ấy, hồi coi con á là con chăm. Cái năm trái làm bói năm đầu tiên là con chăm. Đó, sale này là ông làm hóa học. Đó, Dạ là hồi là đầu tiên nó làm sinh học. hồi đầu tiên là làm sinh học, từ coi con, đó cái năm trái đầu tiên là làm sinh học. Vậy cái hậu đem trái đầu tiên nó làm sao nó mới bị hư. Đó. Cái năm đầu tiên mà đâu có bị hư đâu. Cái năm siêu nên năm đó bị hư.